Rồi, đang bơm nước vô anh em ơi. Bơm nước vô để giải cứu hai cây trăm lẻ. Quá mày. Cái này thì ở trong cái đầu vạc đầu trong anh em. Hiện tại cái 100 của Đỗ Hòa hiện tại đang mài cái đoạn này nè. Hai cây nhưng mà cây này thì chạy đầu ngoài, còn cây còn một cây thì chạy ở đầu trong anh em ơi. Đang vượt lầy. Quá. Tắc này dẻo dữ lắm luôn anh em ơi. Ok. Bên nung kìa. Nung thẳng tay không mà cũng chưa chịu lên nữa kìa. Thôi rồi, kinh khủng không? Ấy cha. Rồi mày luôn rồi. Ui giời ơi, ban qua kìa. Cây thì chia ra cây chạy đầu ngoài và cây chạy đầu trong anh em ơi. Rồi cây này không xong rồi Đại Dương ơi. Cây này thì hiện tại đây Hòa nhỏ đang cầm tài anh em. Hòa nhỏ cầm tài vượt lệ cũng khá là giỏi. Rồi không xong rồi, bỏ tài. Còn gượng nữa anh em ơi. Rồi. Không xong Đại Dương ơi. Bó tay. Cây 100 của Đỗ Hoài hiện tại đang mắc lầy anh em ơi. Còn cây của hổ đang mở rộng địa bàn để giải cứu anh em ạ. Hiện tại tài hổ đang mở rộng địa bàn nè. Đất ở đây thì đất này còn chỉ miếng này là cuối cùng anh em ơi. Miếng này là cái miếng lung. Bơm nước ra hổm rài nhưng mà nó khô cái lớp mặt. Còn ở lớp dưới thì bùn dẻo không à. Chầm lẽ cô hổ cũng vô đây cũng khá là vất vả anh em ạ. Để tiếp cận cây chầm lẽ của Đỗ Hòa nè. Nãy giờ chưa áp sát được. Lúc này cũng chiều anh em ơi, cũng qua 4 giờ rồi. Ngã bóng gần chiều rồi. Trời cũng gần lặn luôn anh em. Nãy giờ nhưng mà chưa áp sát được. Khó tiếp cận. Tại vì đất bùn quá dẻo.
mở vòng vòng nãy giờ mà hiện tại lúc này thì đang ve vô để giải cứu anh em à. Quà lớn thì giải cứu quà nhỏ, kéo một đường tới đây luôn à. Hiện tại đang là móc đồ nghề ra nè anh em, chuẩn bị giải cứu nè. Rồi, chuẩn bị giải cứu anh em ơi. Dứt. Chưa chịu lên. Một phát. Hai phát. Hai phát cũng chưa chịu lên ha. Quá nặng anh em ơi. Dứt. Chưa chịu lên luôn. Dứt. Rồi cây cứu hổ lúng luôn anh em ơi. Phải lúng không ta, sao tới chứ đi xuống không trời. Rồi cây hổ lúng luôn rồi anh em ơi. Hai cây lúng hết luôn rồi phải không. Không xong, pha giải cứu chưa thành công anh em, không thành công. Lúc này thì cây 100 của con hổ cũng lúng luôn anh em ơi. Hiện tại đang gượng để đi lên nè. Hai cây thì lúng bất động hết rồi, chỉ chờ xe kéo vô giải cứu thôi chứ không còn cách nào nữa. Lúc này thì xe kéo lại giải cứu cây 100 của hổ trước anh em ạ. Rồi chuẩn bị xe kéo giải cứu cây 100 trước. Hai cây mất lại nằm bất động à. Lên không nổi rồi. Giật. Giật mới lên nổi. Rồi, một xe kéo không lên. Rồi lúc này thì xe kéo chở một số lúa để giật anh em à. Hai cây nằm bất động luôn à. Bơm nước qua để cho lấy lại hai cây 100 lên anh em à. Còn ở đây thì đội hình đang móc sình dưới này nè. Bơm nước lâu quá, bây giờ xách nước đổ cho nó mềm. Rồi đang bơm nước vô anh em ơi, bơm nước vô để giải cứu hai cây 100. Đất thì đất bùn dẻo anh em ơi, có nước chạy mới được, không có nước chạy không được. Giờ là hai cây bị mất lầy hết à. Thì vô nước lỏng nè anh em ơi, chuẩn bị giải cứu nè. Xe kéo giải cứu.
không lên nổi. Có nước rồi, lúc này có nước rồi. Quà đang gượng lên anh em ơi, lên không nổi. Rồi chuẩn bị giải cứu anh em ơi, bơm nước vô chỗ lỏng mình nè, không lên. Dứt, ừ, không chịu lên. Rồi như vậy thì bơm nước vô nhưng mà lấy lên không được anh em ơi. Lúc này chuẩn bị giải cứu cây 100 của Đỗ Hòa trước anh em ơi. Rồi lúc này thì giải cứu cây 100 của Đỗ Hòa trước. Hai cây xe kéo đang giật lên. Để ngang rồi không chịu lên anh em ơi. Dứt, ừ, chưa chịu lên. Quá nặng à. Ủa. Dứt. Rồi đứt chi xích luôn anh em ơi. Rồi kéo nãy giờ cũng mấy phát mà không lên anh em ơi, nhắc này cũng chiều rồi. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em ơi. Đường này quá xa, mình xin tạm dừng video luôn.